Alo anh em. Chào anh em nha. Mới sáng sớm anh em tôi có tiết mục chơi thằng chảo nồi xong chảo rồi anh em. Chơi với này bể chén luôn. Chơi cho nó bể chén luôn. Hello sư phụ. Chào. Có tiết mục nữa rồi sư phụ ơi. Cái gì? Không gà em chảo niêm niếm con hoài giờ con anh Tú kiếm gì chơi em lại với tối hai anh em bàn rồi. Rồi rồi sáng con với thằng Kẹt chuẩn bị rồi. Đầu thì giấu ngoài công viên hết rồi, chút vô vô nó vô nó nói con nói nó chú đựng thêm bớt gì sợ vô ha. Con nói nó dụ nó. Có gì à, không hỏi đâu. Coi. Hả? Nói đâu? Chưa ra. Ngủ chưa ra. Ủa, vậy nãy giờ tụi mày vô đây nãy giờ lâu chưa? Lâu rồi, bây giờ có 2 phút gì rồi. Con với Kẹt chạy ngoài công viên để đậu ngoài nó chạy lên nè. Mà mày vô mày cũng có trình báo không địa chứ, tụi mày muốn vô là vô, muốn ra bay địa bàn của tao bay. Có gặp ông đâu trình báo bị đánh ra mới rồi đừng điện hỏi ồ la chú bảo vệ ông bảo vệ ở đâu rồi nó mày nó nhạt ngộ vậy đó, tao sợ tao chạy vô này dịch bệnh dữ lắm ông nội, tiệm có tiền ăn nữa, tiền đâu nào thậu tiền ông alo nó chờ xíu ông có ra hỏi nghe con nào nó còn tú mày không gì nha. Tao đang đi kiểm tra bản nhà của tao cắt xong kìa, để coi lại kích thước kìa. Thì lý do mới gặp á, nó hỏi vậy còn cái thôi rồi đó, để anh để cái đó đi, để anh chảo nó đi. Nấu vô. Vậy đi, nấu vô, thấy gì tao nấu cho. Rồi tao đi nữa à. Ở nhà tao nha, đừng có quậy quậy nha bay. Được rồi. Hello. Thức chưa? Nhanh nhanh đi cha ơi, sáng anh em tao nằm tao đợi. Ông cố ông sáng cùng nhựa nữa. Bà nội mày mày thức chưa? Vậy nhanh nhanh đi. Anh em nằm đây lại đó. Nói chữ thôi nghe. Nói chuyện thôi nhận. Rồi anh em ơi, giờ chờ ông vô nữa là chơi không nghe anh em. Giờ anh em đón xem coi anh em chơi gì nha. Rồi. Cháu cầm ra đâu giờ? Kim vô cháu ơi. Kim kì vô. Giấu cái kỹ cho thằng chó cái này nó mắt nó nhếch chứ lắm, nhếch ngang. Rồi anh em ơi, rác này giấu cao anh em ơi. Nên nhìn tôi ra, thấy nhà lên cái. Cái gì đó, cái rồi, ok. Ông ra rồi, có người uống tử nghe chị. Còn người lợi giống.
quay thì hồi sáng cho ông nội đó, ông ra ông quay sớm thì ông quay cái tốt thôi thôi. Bữa nào lấy dây chổng cho ông khỏi quay luôn. Đấy, ông qua khỏi ra đây luôn. Ông qua nó rồi đó, nào ra mua đồ ăn ra anh em ăn luôn, ngủ quá đủ với vậy ra nó đem đi ăn trên trời. 9 giờ mấy bằng giờ mua mẹ gì làm clip ăn luôn coi ba chứ giờ ăn chứ còn làm clip ăn cái đó thì chạy. Rồi cái máy quay ăn qua ra không? Chổng, thằng không là chợ nó quay đi quay không đem ra đây chợ. Vậy cái mà con mua tao đi quay sáng gì nữa. À xài hưa. Mày chẳng mà chạy lấy đồ đó, kiếm gì đó này mua luôn chạy, giống mẹ không ngộ không chạy. Rồi kìa không lấy máy ra lấy gì quay, có máy không sao quay. Còn máy tủ đâu? Trời, còn máy tủ đâu? Không sạc nhà chứ để đâu mà. Thằng nó trời tối làm gì không sạc. Có tao bấm luôn. Đó là coi điện thoại tao bấm được. Anh đâu chứ. Ngủ tối chỉnh mấy cái clip ngủ khó ngủ dậy động hơn gì gì đây thường thường ghé mà con mua mấy liền quay không thường thường quay hai ba giờ chạy quay nay quay sớm vậy tại nó chiều ta đi ấy sửa xe bỏ anh đậu quá hai ba chiếc cái dịch bệnh ổng kém kém cái cửa sửa chồng có anh ổng rồi chạy lấy đồ rồi này kia chạy mới kêu tranh thủ điện sáng người ta điện rồi mấy cụ nói với mày giờ này chạy chẳng biết gì đâu có công chuyện để giống mà chạy lấy đồ nó tí đồng hồ nó 11 giờ thôi mẹ mua cái gì quay ăn luôn thì giờ tao chạy đi mua đồ quay mấy mày mua cái gì ăn đi mua gì vô về làm nấu ăn luôn thì biết mua gì quay mua hỏi ổng coi ông ăn cái gì ông nội nó giọng ông coi quay clip ở đâu rồi mua gì ông ăn cũng được bàn quay gì nè quay gì em mua gì quay nè mua gì ha thấy mấy mực bự vậy nè mua người con hay gì cả mực nó sợ nó sình nó ốp đá mực nào lên đây cũng ốp đá đá với quay gửi anh mà thấy ốp rồi đâu mấy nó bắt em chịu rồi nó còn sống cho mày tươi cho mày nha vô mà đi dạ dạ mày đi mua đi giờ đi sao không trời sai tao đi lấy rồi đi mua không biết giờ hai đêm nằm đây sáng giờ làm tiếng kia mệt thấy mồ luôn kìa cho tao nè ông cắt cỏ hết trơn rồi không còn gì để cắt đâu bây giờ hai mày đi mua ấy đây rồi tao đi mua tao đi vô lấy camera mua một hơi đi 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 rút ra cái bàn rồi đi mua cái một đi trong đây anh chưa biết đi mua ra đây từng ngày một quay đúng này mấy mày thức sớm thành thôi tao mua nó sớm tao mua này mấy mày không mua kêu tao mua vẫn thức rồi chạy vô đây nằm vô đây đi không cảm giác buồn đi mua anh em đi mua chổng đi phê mẹ đi ôi 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 lấy xe kìa ra ngoài đổ xăng giùm em luôn đi chút lấy đồ nữa ô ô mày đừng có cha tao hết xăng thì bỏ đi lấy chị em đi đổ này nè hết xăng thì rồi sẵn đi đi rồi vô trong đây rồi đổ cho nó rồi đi đây bàn rồi chút chạy đi mua đồ đừng đúng hết trơn á có em chạy đâu không còn tiền đổ giùm em đi nữa đưa lại đụ má ngon nè có gì mà 30 người chút đổ nhẹ lại sáng còn mấy chục mua đồ hết rồi má ngộ trời báo hút máu ghê sáng cọc ơi làm cho tốt chưa được ngày nào chứ cọc ơi rồi tùm lum hết chứ đổ được bao ngàn xăng nó làm rồi em mua không giờ mày mua không ừ ảnh kìa đậu kêu nó quay nó làm hoài chết tiền gì á tốt nhất cao vàng lên nè ba chẻo với nhau ai chơi đi lụm anh em ơi anh em nè mình chơi nó nè. Tại cái lót lấy mình chiên cơm được không ta? Ờ, vịt thúi chiên cơm. Cho bảo ăn vịt thúi chiên không? Cái gì vậy? Vịt thúi chiên. Vịt thúi hả? Ừ, thúi ghẻ ha. Sao vậy? Mà cái mày tính làm cái gì vậy? Nè, nó. Té đè. Thì nó thôi tao đi ạ. À. Chút, ê nè, chút con nó nghe nè. Một chút á vô á tại sáng thì có cái cam của con à, đặt đây, nó chưa nó không có lấy máy vô. Thì gì con đặt ở đây á nó có chút con vô chổng con nằm á. À, nó có hỏi chú nói chú là kêu xe đậu đồng quá chú kêu chạy ra công viên đậu bớt hiểu không để dự án vô thấy nó là vậy đúng rồi
chứ nó vô tự nhiên cái mấy con nằm chổng cái xe nó không thấy cái nó chạy ra đây thì nó nấy đúng không, mình chú nói vậy để nói cái chú là mượn nó không mà giờ con không dặn chú không nói nữa tại vì dự án giờ dịch bệnh mà cấm tập trung mà con. Trời rồi ok đúng không, giờ mình tụi mày vô tao cũng đuổi ra nữa tại vì dịch bệnh giờ cấm rồi con không cho, giờ sao tao điện công an à. Giờ vậy đi, anh em mình chơi xong anh em mình vô chổng nằm uống cà phê này kia, nó có hỏi thì mình nói xe đông quá đậu thì chú la con kêu ra công viên đậu bớt không, tại vì xe đậu đông ngoài anh em ta chạy vô ta thấy người ta ghé vô người ta la liền à, vậy anh em đây là mắm tôm đeo vịt thúi trời ơi mới để giấu mà chú dưới mà kiếm cái mù nè trời dằn này chứ giờ để đây đây rồi giấu cam nè quý, bây giờ mình trèo lên cây mình gắn cái cam đi gắn vậy để anh gắn đi rồi dưới anh canh coi nghèo ơi lấy một viên thúi máng lên cổ theo kìa ừ nhanh nhanh đi đủ cái ga vô giờ rồi ớt cái thúi thúi gầm chứ chơi gì nữa đó trời. Má mày. Chết ác mày ơi, quay bữa nay chơi học dịch thối bấm gốt trời. Thánh thằng ơi là trời. Má còn dĩ xe nữa trời. Má mà. Anh thằng ơi là trời ơi là trời nè trời má à, mấy mày chơi được lắm mấy mày chơi trời ơi má tình với làm ăn nữa trời tao quay đi quay mẹ hơn đi má nè. Ôi rồi vậy sao chạy không má tình á anh em không phải anh em ơi ông chọi tôi cái đầu quay lại thổi quay á chảy luôn anh em ơi quá nóng rồi để xuống đây lấy xuống đây chị số nghe qua hồi nãy trong lúc quay đập dịch lên trang chảo anh em hên là nhớ trực hồi nãy là đặt cái cam ra mà không nhớ có bấm hay không mà kêu kẹp lên kiểm tra vậy chưa bấm thì anh em hên là phát hiện sớm phải thấy là bể luôn không quay được cảnh đó luôn rồi xong chưa con trai xong chú làm gì vậy đi nó chửi gùm ban vậy xách xe mà chửi quá trời chửi gùm ban vậy á đập vào dịch với mắm tôm lịch xe đó coi ra tranh thủ cho con là lẹ thôi con tí ở đây nó thường vô kiểm tra thì thường xuyên nha để nhiều khi tôi chú ý để nó ý nó chứ nó công rồi ảnh hưởng đến chúng nữa đúng không
với anh em ơi, giờ trong dự án này sáng với trưa với chiều là nó chạy nó gạo nó kiểm tra anh em, bởi vì nhiều khi quay vô đây, nhiều khi anh em quay trong đây rồi những gì mất công thiệt trong chúng nữa, bởi anh em có vô quay là quay rút gọn là anh em dông về liền chứ không dám ở lâu, ở lâu rồi nó vô nó kiểm tra nó thấy nó bắt không, ý là người ta làm hộ đó mà nó còn lại nó hỏi nữa, thấy đông đông nó còn lại nó hỏi. Thôi video anh em mình cũng tên kết thúc nha anh em. Ủa mà chơi cái gì nữa, dữ dữ vậy? Con lấy một vịt thú với một cái ớt cơm đặt trên trang thôi vậy.